suy niệm với linh mục Nguyễn Trung Tây. Giờ thứ 11 Cô ấy nói Tôi đạo theo lấy chồng, theo đạo của chồng. Tôi chẳng hiểu gì về chúa hết. Chỉ biết nếu theo đạo, mai mốt chết đi. Nếu không bị luận phạt, sẽ được lên thiên đàng. Hàng xóm đạo gốc bỏ không đi lễ chúa nhật bởi đau nặng ông ấy than bỏ lễ chúa nhật sợ mai này chúa phạt rớt xuống hòa ngục. thế hệ đi chỗ giờ này hay cười vang vang bởi những lời giảng trên mạng về chúa những lời hớ về ngài youtube vì rõ hớ đoạn nào phút thứ mấy không chợt một giây người tuổi trẻ thịnh sinh chia sẻ con mở miệng ra nói về chúa về bài phúc âm các bạn thỉnh sinh đồng môn tụi hắn chạy hết người quen viết trên trang mạng thần học viết về chúa đọc hại não nếu cố gắng đọc được một đoạn ngắn đọc đi đọc lại vẫn chẳng hiểu gì bản thân nhận xét sách tu đức tây phương viết về chúa viết về đời sống nội tâm của họ với chúa nhưng kỳ lạ chưa tại sao cả một thế giới tây phương giờ này không còn mấy người sinh hoạt nhà thờ giáo đường tây phương giờ này trống trơn hoặc đóng cửa bỏ hoang hỏi người quen về chúa cô ấy nói ngay bây giờ bận rộn lắm sáng sớm đi làm tối mịt mờ về tới nhà thử không ra hơi. Chuyện về Chúa hả? Thời điện tử a cộng, chuyện Chúa hóa ra chuyện xưa, chuyện cổ tích. Hoặc thi thoảng nghe từ cửa miệng của những người đã có tuổi, già lẩm cẩm. Người quen thân, đạo ông bà, anh ấy nói không biết chi về Chúa hết. Tôi hỏi: Sao ông không đọc hoặc nghe giảng về phúc âm? đầy trên mạng đó nghe tôi nói bạn tôi mở miệng ngáp à... bạn thân lần đó ông con trai giê xu kể chuyện về ông bố như thế này bữa đó ngày ông chủ vườn nho mặt trời sáng sớm canh giờ ban mai tức là sáu giờ sáng gà gáy vang vang ông chủ cất công đi bộ ra đường kiếm thợ vườn nho gặp người ông chủ gợi ý một quan tiền công tiền lương nguyên ngày nhân công đồng ý tiếp nối theo sau bước chân nhanh nhanh tiến vào khu vườn giờ này cánh cửa rộng mở đón nhận thợ mới vườn nho vào canh giờ thứ ba tức là chín giờ sáng ông chủ đi ra khu chợ nơi đó nhiều người đang đứng ngóng cổ cao cao Đợi chờ được gọi đi làm. Ông nói với họ. Này, mấy anh đi làm vườn nho cho tôi đi. Tôi sẽ trả lương sòng phẳng. Vào canh giờ thứ sáu, tức là 12 giờ trưa, ông lại đi ra. Vẫn vậy, ông lại thấy người người đứng đó lơ ngơ đợi chờ giây phút. Ông chủ lại mời đi làm vườn nho. Vào canh giờ thứ 9 tức là 3 giờ chiều Ông lại đi ra Ông lại mời gọi Ông lại mở rộng cửa cho người thợ mới Vào canh giờ thứ 11 tức là 5 giờ chiều Chỉ còn một tiếng nữa thôi Một ngày sẽ biến tan Trôi vào quá khứ Ông chủ vườn nho lại cất công đi ra Để rồi nhận ra bao nhiêu người thất nghiệp đứng đó ông hỏi sao bạn ta đứng đây cả ngày không làm chi hết vậy họ nói ngay có ai gọi tụi tôi đi làm đâu ông chủ vườn nho cũng nói ngay sắc nét gọn gàng âm giọng thân mật này tất cả mấy ông tới vườn nho làm cho tôi đi buổi chiều tối Tiếng chuông gõ báo hiệu hết một ngày vang vang. Ông chủ vườn nho nói với nhân viên quản lý. Anh đi gọi những người đi làm giờ thứ 11 vô đây và trả lương cho họ trước tiên. Mỗi người của canh giờ thứ 11 tới bạc tiền lương để rồi nhận được trọn vẹn một quan tiền lương cho nguyên một ngày. Những người của canh giờ thứ 9, thứ 6 thứ ba cũng thế họ cũng nhận được tiền lương như canh giờ thứ mười một tới phiên những người đi làm vườn nho canh giờ sáng sớm họ nghĩ họ sẽ nhận được nhiều hơn nhưng không họ cũng chỉ nhận được một quan tiền thợ canh giờ ban mai cảm rằng than thở nhóm thợ giờ thứ mười một chỉ làm có một tiếng mà họ cũng nhận được đồng tiền lương như tụi tôi những người thợ làm vườn nho nguyên ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời ông chủ vườn nho trả lời này bạn ơi tôi đâu có xử bất công với bạn bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền hay sao chẳng lẽ tôi lại không có quyền định đoạt những gì thuộc về tôi hay sao hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Suy niệm Ông con giê -xu kể chuyện giờ thứ 11 về bố như thế đó. Một thiên chúa đậm chất ngạc nhiên và bất ngờ. Ngài như vậy đấy, từ những giây phút đầu tiên hành xử bất ngờ. Nhưng tôi lại muốn Ngài làm như tôi, như cách tôi muốn tôi từ bao lâu nay vẫn thích ngồi trong bốn bức tường của người tù plato tôi quen rồi người tù ký ức đau thương tôi đam mê lắng nghe những bản tin buồn những bản tin nặng một cõi lòng cả người nghe và người dạng nhưng không tôi sẽ đứng dậy bước ra khỏi hang đi theo bước chân ngài người con trai kể chuyện về bố kể chuyện duyên dáng kể chuyện bất ngờ đậm nét thiên văn